xin mời bà con nghe tiếp. Tâm đi nữa thì bất cứ một cái nạn nhân nào mà chết không rõ nguyên nhân ở bên ngoài thì vẫn phải khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân chết. Nguyên nhân, xin lỗi bà con, là nguyên nhân tôi đã nói rồi, nguyên nhân chết là do bị bắn chết. Xin khẳng định như vậy, và bắn vì cái tội chống đối đến cùng, tội chỉ đạo con cháu rồi đàn em ở dưới để tiêu diệt, để chống đối đến cùng và giết hại các chiến sĩ của chúng ta. Đồng thời, tức là khi mà lực lượng chức năng tấn công vào thì còn cầm một quả lựu đạn ở trên tay thì buộc lòng phải tiêu diệt. Tại sao nó cứ bọn chúng cứ khẳng định là cái chết không rõ nguyên nhân? Nhà nước chúng ta có công khai là kình chết không rõ nguyên nhân không? À, tuyên bố thẳng là bị tiêu diệt, một tên cầm đầu khủng bố bị tiêu diệt nhé, mà lại bảo là chết không rõ nguyên nhân. Đấy, bà con thấy cái lưỡi không xương nhiều đường lắt đèo nhé. Bọn chúng, cái con Tà Phong Tần này, trước đây thì tôi nghĩ chắc là nó giữa đấy nó làm an ninh ấy thì nó cũng không dám xuyên tạc nhiều, nhưng hóa ra có lẽ là vì cũng như có một bạn ở bên ấy nói với tôi là này, nếu bọn chúng không có cái giọng điệu như thế này thì bọn chúng không có cái bán, có lẽ là như vậy. Chứ còn bản thân nó, tôi cho rằng nếu thâm sâu thẳm trong suy nghĩ của nó, cũng như có lần tôi đã nói về cái vấn đề của mấy tay như Ngô Thiên Dung và thứ, tôi bảo rằng nếu các ông nói vì cái đồng lương các ông được lĩnh thì tôi còn không chắc, nhưng nếu các ông nói vì cái suy nghĩ của các ông thì tôi khinh các ông lắm. Thì bây giờ Tạ Phong Tần cũng là như vậy, nó nói những cái điều mà con chúng thấy, ai bảo Lê Đình Kình chết là không rõ nguyên nhân? Ai bảo Lê Đình Kình chết là bị tiêu diệt? Nói thẳng lên như vậy mà để bảo là không rõ nguyên nhân. Quét cái thoi, xin mời bà con nghe tiếp. Nhà của cụ Kình bị phá cửa, phá tường, cẩu trộm cả két sắt, cẩu ô tô của người cháu đi đâu không rõ, các tài sản khác cũng thất lạc. Nhiều gia đình bị lừa để công an vào khám nhà, thu giữ đồ đạc tài sản mà không biết đơn vị nào. Tức là cái việc khám nhà này đã được thực hiện như là một cái đám ăn cướp vậy đó. Nó trái phép. Tại vì khi muốn khám nhà là phải có lệnh khám nhà đàng hoàng, lệnh đó phải được sự phê chuẩn của viện kiểm sát đàng hoàng, chứ không phải là ào vô nhà người ta ỷ vào cái số đông để mà khống chế cái số ít, không có cho họ phản ứng rồi là cứ lấy tài sản người ta đi bảo là khám nhà. Đó là hành vi ăn cướp, chứ không phải một cái hành vi danh chính ngôn thuận đúng pháp luật của một cái người đó là chính quyền một nước. Cho nên chúng ta phải nói là đây là tà quyền chứ không phải là chính quyền. Vâng, Tạ Phong Tần, nhà ngươi trước là cán bộ cảnh sát mà lại không hiểu gì cả. Tôi đồng ý là với bà con là nếu mà khám nhà bình thường thì phải có lệnh của viện kiểm sát, công an cũng không có quyền ra lệnh nhé. Hình như tôi được biết là gần đây là cái thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh thì cũng được phép có nghĩa là cho lệnh khám nhà trong tình trạng khẩn cấp. Nhưng ở đây thì trong luật có quy định, ví dụ như chúng ta thấy là các chiến sĩ cảnh sát của chúng ta bắt một vụ tội phạm ma túy chẳng hạn, thì lúc đó được phép nhanh chóng đến để khám nhà và khám chỗ ở của các cái tội phạm đó, nếu không có nó tẩu tán tăng vật đi ngay đó nhá. Thì lúc đó cảnh sát được cái quyền là phải đến để khám nhà của bọn chúng để nhanh chóng tìm ra những cái tăng vật mà bọn chúng còn giấu giếm ở tại nhà. Lúc đó thì tôi được biết là có, kể cả chưa có lệnh của viện kiểm sát, thì các chiến sĩ không, tức là nói các bạn là trong lúc vụ án nóng mà vụ án có hình thức nguy hiểm, ví dụ như bọn giết người, ví dụ như bọn buôn bán ma túy, những cái quan trọng như vậy, thì cảnh sát được phép khám và có thể tịch thu những cái tài sản mà các bên cảnh sát họ xác định là nó liên quan đến tang vật của vụ án. Thì ở đây bọn ở trong đồng tâm này là bọn chống đối và thậm chí đã làm hy sinh 3 chiến sĩ. Vậy bây giờ có phải là tự nhiên một cái thôn, một cái người dân đang sống bình thường tự nhiên công an vào khám nhà cẩu ô tô đi không? Không. Đã xảy ra chết người, đã xảy ra chết các chiến sĩ của chúng ta, và bọn chúng ở trong tiếp tục ném lựu đạn, ném bom xăng, rồi dùng tất cả những cái hung khí có được để tấn công lại lực lượng chức năng. Có cần phải tiêu diệt không? Phải tiêu diệt, phải khám xét thật khẩn cấp. Nếu không có thì chúng tiêu hủy các cái tăng vật đi thì làm sao có được những cái bức ảnh mà lựu đạn nhiều như vậy, mà dao quắm nhiều như vậy, vân vân. Và rồi cuối cùng thì bọn chúng lại có cái cớ để bọn chúng vu vạ, đúng không? Chính vì vậy, đây là khám và tịch thu trong trường hợp khẩn cấp.
thì cái này luật cho phép. Đó. Chứ không phải là các chiến sĩ công an dám làm bừa. Đây là luật cho phép những cái trường hợp mà trong trường hợp khẩn cấp thì được phép làm như vậy. Và đồng cái vụ bố con nhà Kình này, đây không phải là một vụ án đơn thuần nhỏ nữa, mà đây là một vụ rất lớn. Như chúng ta đã biết nhé, đã gây ra cái chết của 3 chiến sĩ của chúng ta. Ngoài ra nếu như mà lúc đó lực lượng chức năng mà không làm mạnh thì tôi tin là sẽ còn rất nhiều các chiến sĩ phải ngã xuống với bọn chúng. Với cái lượng vũ khí hàng chục quả lựu đạn còn lại, hàng trăm quả bom xăng, chúng ta thấy là phải đến hàng trăm các cái hung khí, dao giết tất cả các thứ mà đã được chụp lại như vậy, thì liệu các chiến sĩ của chúng ta nếu không tấn công thì có bảo đảm được an toàn cho lực lượng và có đưa bọn chúng được ra ánh sáng như bây giờ không? Hả? Nếu không có những cái hành động kịp thời như vậy, bọn chúng tẩu tán hết tang vật thì bọn chúng tẩu tán hết tất cả và chúng được ở Trung Quốc vậy. Chính vì vậy cho nên là Tạ Phong Thần, nhà ngươi đã làm ở trong lực lượng an ninh mà nhà ngươi còn phát biểu ra những cái câu như vậy, khinh lắm. Nói thật như vậy, xin mời bà con nghe tiếp. Chính quyền thì phải chính đường đường chính chính chứ. Đó, cho nên là tôi không bao giờ dùng chữ chính quyền đối với nhà cầm, đối với bọn cộng sản ở Việt Nam. Tôi dùng chữ nhà cầm quyền hoặc là dùng cái chữ tà quyền, nó mới chính xác, mới đúng với những hành vi và bản chất của bọn chúng. Đó, chính vì các ngươi dùng như vậy nó mới đúng với cái bản chất ăn cháo đá bát của các ngươi, nó mới đúng với cái bản chất phản bội dân tộc, phản bội nhân dân nhé. Còn nếu những người bình thường thì người ta thừa hiểu cái chính quyền này như nào, người dân bình thường như chúng tôi còn thừa hiểu chính quyền này như sao, đất nước này ra sao nhé. Chính những người suy nghĩ lệch lạc, ngu dốt như các người, và thứ hai là trong đầu óc u tối, trong đầu óc chỉ muốn chống đối lại thì mới có những cái hành động, có những lời nói, có những phát biểu kiểu như vậy nhé. Còn nếu những người bình thường, cho dù người ta có ghét, người ta có ghét bỏ vân vân, thì người ta vẫn phải lịch sự, vẫn phải tôn trọng. Đó mới là con người biết sống. Chứ còn như các người ấy mà, và cũng không cần các người phải tôn trọng cái chính quyền này làm gì. Vì các người có tôn trọng thì cũng chỉ là sự giả tạo, và đến một lúc nào đó có điều kiện thì các người lại phản lại. Không cần. Đất nước này không cần những con người như Tạ Phong Thần và tất cả những cái lũ mà lúc nào cũng chỉ muốn chống đối và muốn tôn thờ cái bọn ngoại lai nhá. Xin mời bà con nghe tiếp ạ. Là ngày 10 tháng 1 năm 2012 đó, các ngã đường, ngõ, xóm vẫn bị cảnh sát cơ động bao vây, không ai xâm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trẻ tiểu học và mầm non vẫn nghỉ học do bố mẹ bị chặn không cho ra khỏi nhà. Cấp 2 và trung học bị kiểm tra, em nào có thẻ mới được đi học. Có nghĩa là ở trong cái làng đó không có cái trường cấp 2 và trường trung học. Cho nên những đứa trẻ lớn hơn trình cấp 2 và trung học muốn đi ra đến cái trường học của nó thì trường các đứa trẻ này phải có thẻ học sinh mới được cho ra khỏi làng, để bọn chúng đi theo từng em này để đề phòng những em này tiếp xúc với những người khác rồi cung cấp thông tin cho những người khác. Như vậy là coi như là hầu những đứa này đi học là vẫn bị kè kè giám sát như là bị giam lỏng. Như vậy làm sao còn tinh thần nào để mà học hành gì nữa? Tạ Phong Thần, thao xin lệnh mày. Nói thật, xin nói với bà con nhé, là ngay sau cái ngày mùng 9 mà xảy ra cái chuyện đó thì phóng viên của các đài báo, và nói thật là bản thân của VietVision cũng đã có những người đi vào trong đó tiếp xúc, thì chỉ có mỗi cái chỗ Đồng Thuận là của bố con nhà Lê Đình Kình thì có lực lượng an ninh có kiểm soát tương đối chặt chẽ. Còn tất cả người dân ở xã Đồng Tâm hoạt động bình thường, không có bất cứ một chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là trẻ em đi học thì lại càng không bao giờ bị cấm. Chúng ta thấy, bà con thấy là không bao giờ người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là chính quyền, không bao giờ can thiệp vào bất cứ một cái gì là cái cuộc sống của trẻ em. Thậm chí tôi nói bà con này, như hồi có bà tôi đã nói chuyện nhé, trẻ em, xin lỗi bà con đi nhé, xin lỗi bà con là trẻ em nhé, còn nếu mà ở dưới 13 tuổi mà chẳng may có giết người còn không bị xử tội.
Vậy thì chính quyền các chiến sĩ cảnh sát ngăn chặn trẻ em để làm cái gì ạ? Mà không để cho các em nó các cháu nó đi học. Hả? À, nói điêu ấy thì nói cái gì nó phải đúng. Nhá. Trẻ em thì nó làm cái gì được mà ta bảo là phải có kiểm soát rồi phải có thẻ mấy các thứ được kìa. Tất cả mọi sinh hoạt của người dân. Đề nghị không ai gọi điện cho tôi trong lúc này nhá. Tất cả những cái của người dân ở Đồng Tâm là được hoạt động bình thường, chứ không được phép mà coi là nói điêu nói toa là như vậy. Chỉ có ở cái chỗ thôn Đồng Thuận thì tôi công nhận là có, vì lúc đó đang phục vụ công tác điều tra thì có sự phong tỏa. Để chúng ta thấy ngay một cái vụ án giao thông mà, nhá, khi xảy ra tai nạn giao thông thì lực lượng công an đến cũng quay một cái dây nhá, yêu cầu là không được ra vào. Chứ còn nếu mà vụ án nặng, mà ví dụ xảy vụ trọng án chết người, thì bà con thấy là các chiến sĩ của chúng ta còn phải quay một cái vành đai rất là rộng. Vì lúc đó nếu như mọi người vào thì một là sẽ bị xáo trộn cái hiện trường, thứ hai là bản thân những người vào đấy không cẩn thận còn bị oan, đúng không? Lúc đó là dấu vết của mình mà chẳng may để lại chú ý, mà về sau nhiều trường hợp. Cho nên tốt nhất lúc đó là không nội có xuất ngoại bất nhập, đấy, lực lượng an ninh người ta phải phong tỏa lại. Thì cái vấn đề của cái vụ Đồng Thuận cũng vậy, bọn chúng chống đối như vậy, bọn chúng tấn công như vậy, bọn chúng đã gây chết cho các chiến sĩ của chúng ta như vậy, thì có phải làm như vậy? Nhưng chỉ là ở chỗ Đồng Thuận, còn tất cả mọi sinh hoạt, đặc biệt là của trẻ em, thì không bao giờ có cái sự can thiệp gì cả, nhưng mà bọn chúng xuyên tạc nó là như vậy. Xin mời bà con nghe tiếp ạ. Theo như anh Trịnh Bá Phương viết trên trang Facebook cách đây 2 tiếng đồng hồ, thì hiện tại tức là 19 giờ 25 phút thi hài cụ Kình vẫn đang ở nhà xác, chưa đưa trả về cho gia đình. Hai nhân chứng vừa gặp cô Thoa là vợ anh Công cho biết nguyên nhân gia đình cụ Kình nhất quyết không ký biên bản nhận xác là vì trong biên bản nhận xác có nội dung ghi rằng công nhận đất ở Đồng Sên là đất quốc phòng và cụ Kình bị chết tại khu đất đó, trong khi cụ Kình lại chết tại nhà trên tầng 2 do hỏa lực từ phía cảnh sát cơ động. Trước sự phẫn nộ của dư luận trong nước và thế giới thì đây là thủ đoạn quá tinh vi và thâm độc của nhà cầm quyền cộng sản để hòng chối tội ác đã xông vào nhà giết dân. Quân khủng bố cộng sản đang lấy xác người để vừa muốn chiếm đất vừa muốn phi tang tội ác. Vâng, kính thưa bà con, Tạ Phong Tần vừa mới đọc, Tạ Phong Tần vừa mới đọc, đó là cái bài viết của ai? Của tên Trịnh Bá Phương, là con của Cấn Thị Thêu ở tại Dương Nội. Chúng ta biết là trước khi xảy ra cái vụ mà hôm 9 tháng 1 vừa qua, cũng như là cách đây mấy năm, hơn 2 năm mà xảy ra cái vụ mà bọn chúng bắt các chiến sĩ của chúng ta, Trịnh Bá Phương và mẹ con nhà Cấn Thị Thêu là năng nổ nhất trong cái vấn đề Đồng Tâm, trong cái vấn đề mà bố con nhà Kình. Chúng đi lại như con thoi, chúng viết bài, chúng xuyên tạc, chúng làm đủ trò kích động nhé. Và chúng ta thấy có rất nhiều cái bài viết của Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư ở trên cái trang Facebook rồi, nó xuyên tạc một cách chậm chợ, xuyên tạc một cách bỉ ổi. Vậy chúng ta có thể nghe được không? Nhưng đây là bọn chúng là đồng hội đồng thuyền mà, cho nên nó mới viết. Tại sao nó lại không lấy những cái bài viết của những người mà thật là trung thực, thật là vô tư, hoặc là phải có chứng cứ mà nó lại lấy trích đi đủ. Còn xin nói cho Tạ Phong Tần với tất cả bài đồng chúng bay viết thế này này nhé, những bài viết của Trịnh Bá Tư với của Trịnh Bá Phương mà, thì chỉ có lũ chúng may mới thèm mới xem, mới còn cho nó là cái có giá trị. Thường đối với tất cả những người dân Việt Nam nhé, thì bọn chúng là loại đáng khinh, không ai nghe theo cái giọng điệu của chúng đâu. Xin mời bà con nghe tiếp. Cái nhận xét của anh Trịnh Bá Phương đánh giá về cái hành vi đánh tráo cái hiện trường người chết xảy ra đó, là cái nhận xét nó vô cùng là chính xác. Bởi vì nếu bắt được gia đình của cụ Kình ký biên bản, ký cam kết là cụ Kình chết ở cánh Đồng Sên, tất nhiên nó đã loại bỏ được cái vấn đề là chối được cái tội mình đang đêm tấn công vào nhà người khác một cách trái pháp luật. Cho dù là cưỡng chế về đất đai đi nữa, nhưng theo pháp luật Việt Nam hiện hành do chính nhà cầm quyền cộng sản đề ra thì không được thực hiện hành vi cưỡng chế, và từ
22 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Nhưng ở đây 4 giờ sáng bọn chúng đã tập trung một cái lực lượng cơ động đủ thứ quân chủng hùng hậu để tấn công vào làng. Một cái hành vi mà chỉ có thể nói là chỉ có trong cái thời chiến tranh và giữa quân địch đối với quân địch mới làm như vậy thôi, chứ không có bất kỳ một cái chính quyền nào mà lại là dùng quân đội để tấn công vào một cái làng dân. Và cả cả trong khi trong cái làng này người ta chỉ bảo vệ cái mảnh đất của người ta mà thôi, chứ họ không hề làm có gì gọi là nếu mà hồi xưa chắc là có thể là những cái làng này bị vu cho cái tội mà phản nghịch phản tặc gì đó. Ta Phong Tần, bây giờ cho hỏi nhé, trước đây nhà ngươi làm việc ở trong ngành công an bao nhiêu năm? Đã có một vụ cưỡng chế nào của công an đi vào buổi đêm chưa? Hả? Có chưa? Nhá. Ở đây là từ đầu tiên cho đến bây giờ, kể cả bên thông tin của các đài báo cũng như kể về của lực lượng an ninh, và sau này bọn Lê Đình Công, bọn những cái bọn bị bắt cũng đều phải thừa nhận. Hôm đó lực lượng an ninh, mà đây là lực lượng an ninh nhưng không phải lực lượng quân đội, lại bắt đầu ngậm máu phun người nhé. Đừng có nói đây là lực lượng quân đội, đây là lực lượng an ninh. Và lực lượng an ninh hôm đó sau khi nghe được thông báo, được báo là bọn chúng có kế hoạch để đập phá cái bức tường mà của quân đội đang xây, thì lập tức lực lượng an ninh mới cử một lực lượng vào đấy để bảo vệ cái bức tường đó trong buổi đêm hôm đó. Và hồi 2 giờ sáng, qua lời khai của bọn chúng nhé, của những tên còn sống sót bây giờ đấy, 2 giờ bọn chúng đã cử một nhóm sang đẩy đổ, đập đổ cái bức tường mà quân đội vừa xây xong dựng được buổi chiều. Thì lập tức lực lượng an ninh lúc đó mới cử 6 chiến sĩ bắt loa đi vào trong làng, yêu cầu những kẻ nào đập phá cái bức tường đó thì ra ngoài để làm việc với cơ quan an ninh, chứ không phải cưỡng chế gì buổi đêm hôm ý. Không có cái cưỡng chế nào ở đây nữa cả. 14 gia đình mà có các cán bộ xã trước đấy đã bán đất một cách trái phép và làm giấy tờ cho họ thì đã được đền bù và họ đã nhận hết tiền. Cưỡng chế cái gì nữa mà bọn chúng bay đây lại chuyên tạc rất là cưỡng chế nhá. Bọn chúng hôm đó nói với bà con này, tôi đã nói trong cái bài nói trước đấy nhá, là bọn chúng có kế hoạch không lý là sẽ phá hủy những cái bức tường mà của các chiến sĩ quân đội chúng ta đang xây dựng. Lập tức lực lượng an ninh nghe tin đã đưa lực lượng vào để bảo vệ cái bức tường đó, chứ không phải lực lượng bọn chúng xuyên tạc ra là đưa lực lượng vào để cưỡng chế. Không bao giờ chính quyền lại đi làm trái với cái luật mà mình đề ra là như vậy nhá. Trái có phải cái kim đâu mà giấu được. Chúng ta thấy nếu tôi nói thật, nếu như mà lực lượng an ninh mà cố tình làm trái như vậy thì bản thân người dân Việt Nam, bản thân cả tôi cũng phản đối. Và tôi tin chắc là không có cái lực lượng cơ quan an ninh làm đi việc gì phải đi làm giấu diêm diêm như vậy. Đã là cưỡng chế thì đàng hoàng để đến ban ngày và cưỡng chế, nhưng ở đây không có chuyện cưỡng chế nữa. Để nói cho Tạ Phong Tổng với tất cả bọn lũ chúng mày biết là này, đây không còn chuyện cưỡng chế nữa. 14 gia đình mà được cần được đền bù thì đã được đền bù, còn lại tất cả những kẻ như bố con nhà Lê Đình Kình là không có liên quan gì đến cái 59 hectare đó, nhưng bọn chúng cố tình đứng ra. Và hôm đó lực lượng đưa vào đó là để bảo vệ các cái bức tường đang xây dựng mà bọn chúng đã có kế hoạch và phá hoại. Và đúng hôm đó là 2 giờ đêm bọn chúng đã cử một nhóm và sang đầy đổ đập phá và buộc lòng. Thực ra tôi đã nói thế này nhé, tại sao mình sau khi xảy ra cái chuyện thì tôi có phát biểu một câu nên lúc ấy là mình cũng rất bức xúc, mình bảo là nếu mà phải tôi thì nó khác ở cái chỗ là thế này nhé. Tin thế nào được bọn chúng đã tuyên bố, như thằng Lê Đình Công nó đã tuyên bố mấy hôm trước, nó đưa livestream lên nó sẽ giết từ 300 đến 500 người. Hai nữa là cái lần trước bọn chúng đã từng bắt mấy chục chiến sĩ của chúng ta vào giam ở trong một cái nhà kho ở trong cái hội trường ở trên Võ, tức là chúng đã có chống đối, có bọn chúng đã có cái truyền thống về chống đối rồi nhá. Cái thứ hai là lại có một thời gian chuẩn bị lực lượng rất lâu dài, vì vậy cho nên là chúng nếu chúng ta nghĩ thì chúng ta nói thẳng thuyết phục chúng là vô tác dụng. Thế nhưng mà lực lượng an ninh của chúng ta vẫn với cái là tấm lòng nhân đạo cho vào, ý muốn nói là thôi chỉ có những kẻ nào mà phá rỡ phá đã chót phá thì ra để mà làm việc với bên cơ quan an ninh, và cũng không muốn đao to bố lớn. Ngay sau đó lực
Thứ trưởng Bộ Công an đã lên họp báo đã nói rằng hôm đó lực lượng an ninh vào đó để bảo vệ bức tường chứ không có kế hoạch tấn công vào trong cái thôn Đồng Thuận đó. Và đồng thời không có một cơ quan nào lại đi dại dột đi cưỡng chế buổi đêm để cho mang tiếng với đất nước, mang tiếng với quốc tế. Việc gì mà phải làm như thế ạ? Lực lượng trong tay người ta nếu như có ý định cưỡng chế. Và ở đây xin nhắc lại một điều, đây không phải là cưỡng chế nữa, vì không còn có một ai lấn chiếm ở đây, mà chỉ có bọn sự chống đối của cái bọn nó không có cái quyền, có cái lợi ích gì ở trong cái đất cát này mà bọn chúng cố tình đứng ra để chống đối lại chính quyền. Thì đây là đưa lực lượng vào để bảo vệ cái bức tường, và cuối cùng bọn chúng phá rỡ bức tường thì định vào để thuyết phục bọn chúng ra đầu thú, bọn chúng ra nhận tội và ra làm việc với quan hình, thì bọn chúng giết, bọn chúng tấn công với chiến sĩ chúng ta và bọn chúng. Tuy nhiên ở đây nói về bàn về cái tội danh, ba tội danh mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khởi tố đối với những người dân làng. Thứ nhất là tội giết người. Nếu mà nói về tội giết người á thì phải có động cơ mục đích giết người, và là anh phải chủ động tấn công người khác mới gọi là giết người. Cái anh đang đêm anh nhào vô nhà người ta, anh tấn công người ta, thì cho dù người ta có chống trả làm cho anh bị chết đi nữa thì đó là cái hành vi phản xạ, phản cái đó người ta gọi là phòng vệ chính đáng. Xin nói với các con này, đúng không? Chúng ta càng nghe càng thấy nó rất là ngứa tai. Bọn bố con nhà Lê Đình Kình nó đã chống đối ra mặt. Bây giờ còn bây giờ tôi nói cái chuyện như thế này nhé. Ví dụ như là Tạ Phong Thần nói là nếu mà cái tội giết người, tức là cái tội nó phải có cái sự chuẩn bị từ trước, có đúng không? Thế vân vân thì mới được quy cái tội giết người. Thế nhưng có những trường hợp như này cũng vẫn bị truy tố tội giết người này. Hai người thực ra là không quen biết nhau, ra ngồi uống bia ở một cái quán bia, thì sau đó là nhìn đều chẳng hạn, thì lập tức là cà khịa nhau, đánh nhau. Và lúc đó một anh chẳng hạn chạy vào trong quán lấy con dao ra đâm chết anh kia. Có chuẩn bị trước đâu ạ, bà con? Có biết nhau đâu mà chuẩn bị trước, có biết đánh nhau đâu, và cũng bản thân cũng không biết nhau. Nhưng cái người đó vẫn bị truy tố tội giết người, chứ không phải là anh phải có sự chuẩn bị như Tạ Phong Thần nói, đúng không? Phải không phải? Nhưng ở đây bọn chúng là có sự chuẩn bị bằng vũ khí, bằng dao, bằng tất cả mọi cái, mà lại bảo là không truy tố được tội giết người. Đây tôi ví dụ cho bà con một câu chuyện rất đơn giản, đó là hai người ngồi uống bia, xa lạ không biết nhau, nhưng chỉ vì có một cái ánh nhìn đều, có một cái va chạm rất nhỏ, cuối cùng là anh kia chạy vào lấy một con dao ra đâm chết anh kia, có bị tố truy tố tội giết người không? À, có chuẩn bị chưa đâu, biết đâu đâu mà chuẩn bị, có nghĩ ra chuyện đánh nhau đâu. Cho nên ở đây bọn Lê Đình Kình nó đã chuẩn bị, hình ảnh có nhá, hàng chục quả lựu đạn, hàng trăm con dao, quả dao phóng lợn được nối chuôi nhá, hàng trăm chai bom xăng và còn bao nhiêu các loại hung khí khác, không có sự chuẩn bị gì cả. Tạ Phong Thần hả? Mắt bị hỏng không đấy, thì đi khám mắt đấy nhá. Xin mời bà con nghe tiếp ạ. Nó không phải là giết người. Bởi lẽ tại sao anh không vào làng cái lúc mà vào cái thời khắc mà luật pháp cho phép là từ từ 6 giờ sáng cho đến trước 22 giờ đêm, mà anh là 4 giờ sáng cái giờ người ta đương tối, chung quanh còn tối mịt mờ mà là người ta đang ngủ, mà anh đã tấn công vô nhà người ta ở trong nhà, đương nhiên người ta không biết anh là ai. Thì cho dù người ta có chống cự lại mà làm cho anh chết đi nữa thì anh ráng chịu đi, anh đừng có nói người ta cố ý giết người, tại vì anh là cái người có lỗi trước, anh tấn công trước. Xin nói cho Tạ Phong Thần thế này, là ngay buổi tối hôm đó tôi được biết là lúc khoảng độ 9 giờ là lực lượng an ninh đã nhận được cái thông tin là bọn chúng đêm bọn chúng sẽ phá cái công trường xây dựng của bên quân đội đó. Cho nên ngay buổi độ 9 giờ thì đã có lực lượng đưa vào trong đó. Và trong một cái clip nói chuyện tôi đã cho bà con biết, lực lượng an ninh mới đến đỗ ở cái đường cái bên ngoài, bọn chúng đã gì? Đánh kẻ báo động. Có bất ngờ không ạ? Hoàn toàn bọn chúng không bất ngờ, bọn chúng đánh kẻ báo động, bọn chúng chuẩn bị tất cả lực lượng ở bên trong đó nhá. Nhưng lực lượng an ninh của chúng ta không xâm phạm vào trong cái khu vực bọn chúng ở. Sau đó đến lúc 2 giờ bọn chúng cử một nhóm sang đập phá, thì lúc đó lực lượng an ninh của chúng ta mới yêu cầu, bắt loa nói từ bên ngoài và yêu cầu là những ai mà tham gia vào cái việc đó đi ra, còn tất cả những ai không tham gia, không liên quan, không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng bọn chúng khi mà cái mấy chiến sĩ của chúng ta vào đó thì lập tức
bị bọn chúng tấn công và đã làm cho mấy chiến sĩ hy sinh. Như vậy đâu có phải các chiến sĩ đến đấy là để tấn công người dân ở đấy, đâu phải. Kể cả bố con trong cánh chúng nó, nếu bọn chúng mà không manh động thì cũng không bị sao cả, vì mục đích là chỉ đến để bảo vệ cái công trường của bên quân đội người ta đang xây dựng đó. Nhưng vì bọn chúng hành động một cách quá mạnh, quá đáng, và đặc biệt đã gây ra cái chết cho 3 chiến sĩ của chúng ta và một số chiến sĩ bị thương nữa. Vì vậy cho đến buộc lòng lúc đó lực lượng phải tấn công trấn áp. Tôi nói thật, rất nhiều người và kể cả tôi lúc ấy cũng nói rằng lúc đó mà tôi mở đấy, mà nếu mà thấy bạn bè đồng chí của chúng tôi mà hy sinh như vậy thì nếu có súng trong tay thì bọn chúng không còn được ngồi đến ngày hôm nay đâu. Tôi nói thật, rồi về sau như nào thế, chứ còn chẳng qua các chiến sĩ của chúng ta cũng chấp hành nội quy kỷ luật quá tốt đấy thôi, chứ còn nếu phải gặp phải những người nóng tính như tôi mà thì chắc chắn những kẻ ý đê đình công đình nghĩa không còn sống được đến lúc này đâu. Nói thật với bà con là như vậy nhá, nó chống đối một cách như thế. Còn xin nhắc lại để cho tất cả, ngay cả bọn chúng bà, là lực lượng an ninh hôm đó vào đấy không phải để cưỡng chế, mà vào đấy là để bảo vệ cái công trường xây dựng của bên quân đội nhá. Không có ai cưỡng chế buổi đêm cả. Tạ Quang Tần lại nói trong bao nhiêu năm, mười mấy năm hoặc 20 năm làm nghề đấy, đã có bao giờ công an làm trái luật chưa? Đã bao giờ công an, đặc biệt là vấn đề đi cưỡng chế đất đai, có bao giờ đi cưỡng chế buổi đêm không? À, không bao giờ có. Tương đương chính chính là một lực lượng chuyên chính mà của nhà nước, việc gì người ta phải làm những hành động như vậy? Nếu người ta có ý định cưỡng chế, sáng ra người ta cưỡng chế, có cái gì mà phải thế nhá? Đừng vu oan nhá. Xin mời bà con nghe tiếp. Điều thứ hai, nếu mà nói là tàn trữ vũ khí trái phép thì những cái giáo mác này kia kia nọ nó không được gọi là vũ khí, mà cái đó nếu cần người ta dùng cái từ hung khí chứ không phải. Đúng, nói rất đúng, câu này thì nói đúng. Nhưng mà thế hỏi Tạ Phong Tần là nếu mà là lựu đạn thì có gọi là vũ khí không? Đây, lựu đạn đây nhá. Còn các cái này thì đúng gọi là hung khí, nhưng hung khí này là hung khí tự tạo, tự chế ra để giết người. Không có cái dao, không có ai đi thịt lợn mà cầm dao kiểu này cả. Con dao thì có cái chuôi gỗ, thì sao chứ dao này có cả một cái chuôi sắt dài 2 mét như này. À, hung khí này là hung khí giết người. Và có thể, chúng ta cũng có thể gọi là vũ khí cũng được nhá. Vì nếu mà trước đây mà cái thời kỳ mà chưa có súng đạn thì các cái này cũng gọi là các cái dao mát đấy. Các cái giáo mát ngày xưa nó cũng dạng tương tự như vậy, cũng vẫn gọi là vũ khí. Nhưng mà thôi, gọi là hung khí cũng được. Nhưng hung khí đây là hung khí để giết người, chứ không phải là như nói ban đầu là nhà ai chả có dao, nhà ai chả có vài lít xăng tích trữ vân vân nhá. Nói cho nó đúng, đừng có cả vú lấp miệng em nhá. Xin mời bà con nghe tiếp. Là vũ khí là được chỉ cho những cái gọi những cái mà sử dụng trong quân đội, là gọi là vũ khí quân dụng. Chữ vũ khí phải kèm theo cái chữ quân dụng. Nếu mà chữ vũ những mà những cái thứ mà nó không sử dụng trong quân đội thì nó không được gọi là vũ khí. Lấy lưu đạn có được sử dụng trong quân đội không ạ, Thảo Văn Tần? Hả? Lưu đạn có được sử dụng không? Đến sau khi bị bắt rồi, ngay bản thân bọn chúng cũng đã nhận, Lê Đình Công cũng đã nói là đưa 36 triệu để cho kẻ nào đó nó đi mua 10 quả lựu đạn. Lựu đạn không phải là vũ khí quân dụng của bà con. À, đó. Còn hung khí á, thì nó tùy theo từng trường hợp. Tôi thí dụ như là cái liềm, cái búa, cái cài, cái cuốc hay là cái dao. Nó một cái dao mà dài như thế này nè, bén ngót mà nhọn quắc á. Nếu nó ở trong tay một cái người đồ tể chuyên cái nghề làm heo thì nó là cái công cụ để người ta hành nghề, mặc dù nó là một cái loại hung khí. Thế Tạ Phong Tần đã bao giờ thấy như ông thịt lợn nào mà có những con dao chuôi dài như này đi thịt lợn chưa, Tạ Phong Tần? Người ta thịt lợn, người ta có cần phải dao chuôi dài không? Có, đúng, con những con dao này gọi là dao phóng lợn này. Nhưng mà dao phóng lợn này là nó chỉ có cái chuôi bằng gỗ này thôi, chứ nó không phải cái chuôi bằng sắt như thế này, nghe chưa? Dốt lắm Tạ Phong Tần nhá, nói thật như thế. Hung khí có nghĩa là những cái vật gọi là những cái từ khí trong cái từ Hán Việt đó, nó không có vừa có nghĩa là cái hơi
cái không khí, mà cái khí này nó còn có nghĩa là cái những cái vật liệu, những cái dụng cụ mà nó được dùng và làm bằng kim loại thì nó cũng được gọi là khí. Như vậy hung khí có nghĩa là những cái vật liệu bằng kim loại, những cái dụng cụ mà nó có thể gây nguy hiểm nhưng cho người ta thì cho người khác thì người ta gọi nó là hung khí. Nhưng mà tùy theo trường hợp, một con dê tương như tôi ví dụ vừa rồi, một cái búa hay một con dao hay một cái gậy gì đó, ở nếu ở trong nhà người ta nó là những cái vật dụng bình thường mà người ta có thể là dùng nó trong cái công việc hàng ngày, hoặc là người ta dùng nó để chống cự khi mà bị những cái đối tượng xấu tự dưng mà đột nhập vào nhà, cái đó nó không thể gọi là cái đó là tàng trữ trái phép được. Cái đó người ta có quyền cất giữ trong nhà chứ không thể nói tàng trữ trái phép. À, thế bây giờ mình hỏi Tạ Phong Tần thế này nhé. Đây đúng không, là ừ thì thôi thì cho là nếu mà ở trong nhà có một con một cái thì bảo ừ thì thôi, là như bản thân nhà tôi bây giờ tôi cũng có một cái dụng cụ để nếu chẳng may mà bị trộm cắp nó vào cướp giật các thứ vào nó tấn công thì cũng mình cũng có cái để mà chống cự lại, nhưng mà nó chỉ là một thứ thôi chứ, đây là hàng trăm thứ như thế này thì không phải là đã có tổ chức chưa hả bà con hả? Thế rồi hai nữa là giao chọc tiết lợn để nối chuôi sắt để vào đây, tôi đã nói là bà con thấy hiện nay là chỉ có bọn xã hội đen thì bọn chúng dùng cái dụng cụ như này, chứ đây không phải là dụng cụ không thịt lợn nhá. Thứ hai nữa là lựu đạn 36 triệu lên đình công đưa tiền cho kẻ nó đi mua lựu đạn, vậy thì đấy có phải là vũ khí không ạ? Rồi xăng mua hàng mấy trăm lít xăng về xong rồi đóng ra hàng trăm chai để mà làm thành cái quả bom xăng, cái bom xăng để chống chống trộm cướp à bà con hả? À, bom xăng để chống trộm cướp à? Bom xăng chỉ để chống chính quyền, chống lực lượng an ninh thôi. Đó. Vì vậy cho nên là nói càng nói càng nghe nó càng ngứa tai. Nói thật như thế. Nhá. Còn đó là nói về vấn đề, nói là ở trong nhà này á là tàng trữ lựu đạn. Lựu đạn ở đâu ra? Ở những cái hình chụp mờ mờ, ảo ảo, không có rõ ràng. Lại nhìn thấy những cái cục đen đen như thế này. Rồi còn lại là quấn ni lông chung quanh nữa, có phải lựu đạn hay không á, thì chỉ có trời biết. Ở nó chẳng thế thì hỏi Tạ Phong Thần là thế tăng Lê Đình Công nó khai ra, nó bảo nó chi ra 36 triệu đưa cho cái tên nào nó đi mua 10 quả lựu đạn đấy thì nó điều tự nó nhận tội oan cho nó à? Hả? Tự nó nhận tội để cho nó phải nặng tội lên. Khác nào một cái tấm hình của một cái người nằm chết ở trên cái cán, mà hai bên nó có hai hàng công an nó đi hai bên, rồi chỉ một tấm hình đó là nó đem nó đăng báo, nó nói là một công an chết ở ba thời điểm khác nhau, năm 2015, năm 2000, năm 2000 vừa 19 rồi đến năm 2020, và có nghĩa là ba thời điểm đều sử dụng một tấm hình đó hết. Cho nên cái độ tin cậy của truyền thông, của báo chí cộng sản là không hề khó, mà nó chỉ là cái loại truyền thông dối trá để mà mị dân mà thôi. Tạ Phong Tần nói một cách nó thật là cố tình xuyên tạc và cố tình bóp méo. Tôi nói thẳng là báo chí của Việt Nam hiện nay còn bị tức là có rất nhiều điều mà người dân rất muốn được biết sự thật, nhưng mà cũng còn ví dụ như là tôi nói ví dụ như là vấn đề xích mích ở biển đảo nhé, nhiều lúc là cũng còn chưa được đăng cho nó thoải mái, hay là vẫn ngay cả cái vụ Đồng Tâm này báo chí cũng không được đưa hết những cái tội ác của lũ Đen Đình Kình lên đó, chứ không phải là bưng bít cái vấn đề gì cả đâu. Thực ra là những người cộng sản Việt Nam là họ vẫn còn rất nhân nhượng trong vấn đề ứng xử đối với tội phạm, kể cả về vấn đề mặt báo chí và truyền thông. Nói thật, nếu bây giờ mà kể hết tội của nhóm Lê Đình Kình này lên thì tôi tin cái sự bức xúc của người dân nó còn tăng lên rất cao, và có thể những người làm công tác tuyên giáo, những người làm công tác về tư tưởng, người ta sợ rằng đến cái lúc mà cái người dân nó bức xúc quá mức ấy, thì có thể còn xảy ra những cái chuyện mà không lường trước được, cho nên là còn phải hạn chế đi rất nhiều. Đây chỉ là những hình ảnh dè dặt, đặc biệt là hình ảnh của các chiến sĩ hy sinh. Đấy, nó chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là ở đây Tạ Phong Tần là công an thừa biết những cái chuyện đó.
Nhưng bây giờ thì lại bóp méo và lái cái câu chuyện nó đi theo một cái hướng khác, rõ ràng là với một cái ý đồ rất là thâm độc, nói thật như thế nhé. Rồi kế tiếp nói rằng là những người này, dân này họ chống người thi hành công vụ. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng thi hành công vụ là gì? Thi hành công vụ là người nhà, một người được sự phân công ở trong một cái cơ quan, một cái tổ chức nào đó của nhà cầm quyền và được sự phân công làm một cái nhiệm vụ đúng pháp luật. Thì là nó mới gọi là thi hành công vụ. Mà ngay từ đầu vấn đề dùng bạo lực, dùng đánh, đồ dùng... Thế hỏi Tạ Phong Thần, các chiến sĩ này nhé, đáng nhẽ họ được nghỉ tối nhưng vì nhiệm vụ họ được phân công đi vào để bảo vệ cái bức tường đang xây dựng của quân đội, đang xây dựng để bức tường bao quanh sân bay Miếu Môn, tức là tường bảo vệ. Đây có phải là nhiệm vụ không? Hả? Họ là bên lực lượng an ninh, vì vậy cho nên họ phải đưa lực lượng vào để bảo vệ ở những cái chỗ mà có thể xảy ra những cái phức tạp mà người ta không lường trước được, thì người ta đưa lực lượng vào. Đấy là nhiệm vụ. Có ai, nếu tôi nói thật, nếu mà không phải nhiệm vụ, nếu thì chả có chiến sĩ nào lại đi buổi đêm, đang đêm, đang hôm, bỏ cả vợ, cả con ở nhà, bỏ tất cả mọi cái ở nhà để đi vào trong cái cả. Đấy là nhiệm vụ được phân công. Và các chiến sĩ đó là phải đi vào trong đó, thức đêm, thức hôm, rồi phải đối diện với cả cái hiểm nguy ở trong đó. Sao lại đấy lại không phải là nhiệm vụ? À, thế từ trước đây Tạ Phong Thần làm công an toàn làm việc không theo nhiệm vụ à? Hả? Đi đêm đi hôm là không phải là nhiệm vụ. Hả? Đây có phải ví dụ như là tôi đồng ý là có thể có những người công an, người ta tiêu cực, người ta làm những cái hành động sai trái của cá nhân người ta. Nhưng đó nó chỉ là cá nhân thôi. Nhưng đây là có lệnh của chỉ huy, của thậm chí chỉ huy cấp cao yêu cầu vào để bảo vệ cái bức tường xây mà lại bảo là không phải là nhiệm vụ chính đáng. Hả? Số đông dùng vũ khí tấn công vào làng vào cái giờ ban đêm thì nó rõ ràng là nó đã trái pháp luật rồi, cho nên không thể nói những kẻ mà trang bị gươm súng mà là khí tài đầy đủ từ trên xuống dưới đã nào là mặt nạ, nào là phòng bình xịt hơi cay, rồi nào là áo giáp lung tung beng hết, súng ống đầy đủ đó mà lại tấn công vào một cái làng, vào nhà người dân ban đêm là phá sập nhà, rồi đó là lại đập ấm vào nhà gây chết người, là thi hành công vụ được. Cái công vụ, cái từ công vụ đó có thể dùng cho cái bọn IS thì nó phù hợp hơn chứ không. Cha và con thấy nó dã man, nó khốn nạn, nó ví các chiến sĩ cảnh sát của chúng ta là với giống với cái bọn IS thì bà con biết chúng nó dã man tàn bạo như nào mà cả thế giới đều phải căm ghét và phải tiêu diệt bọn chúng. Thì bây giờ bọn chúng ví như vậy, rất tiếc. Tôi nói thật, Tạ Phong Thần này là một kẻ mà tôi cho rằng cũng đã có thể đã được học về lý luận chính trị, cho nên ả ta nói chuyện tương đối lưu loát và ả ta cũng có những cái cách mà để đưa ra những cái ví dụ để cho cái người nghe người ta dễ hiểu. Đó là một cái như chúng ta cũng gọi là cái dạng có trình độ sư phạm. Thế nhưng mà rất tiếc một điều ấy là ả ta lại không phục vụ cái công việc đó cho công việc chính nghĩa, mà ả ta lại đi nghiêng theo cái lũ tà. Và khi nghiêng theo cái lũ tà thì lại vận dụng cái chuyện đó để mà xuyên tạc. Nghe thì nếu những ai mà mới nghe, hoặc là những ai mà ít suy nghĩ, hoặc những ai mà trình độ kém thì nghĩ rằng con người này nói là có tình có lý. Nhưng thực ra bà con thấy tôi phân tích ra từng vấn đề một, hoàn toàn bọn chúng đã xuyên tạc và bịa đặt. Ở đây tôi nói về cái vấn đề, xin nhắc lại, các chiến sĩ của chúng ta nó đi có phải theo sự phân công không? Phân công bảo vệ bức tường chứ có phải đi để, nếu tôi nói bà con chúng ta có công nhận với tôi một điều này, nếu như hôm đó mà nhiệm vụ của chiến sĩ chúng ta đến để tấn công vào cái tổ đồng thuận đó, cái thôn đồng thuận đó, thì tôi tin chắc không có chiến sĩ nào bị hy sinh cả. Nếu như cái nhiệm vụ của họ là như vậy thì họ cứ tập trung vào cái nhiệm vụ ấy thì không bao giờ có chiến sĩ bị hy sinh. Xin khẳng định nó là như vậy. Và cái nhóm của Lê Đình Kình không thể nào mà hành động một cách hỗn xược, hành động một cách ngông cuồng như vậy được, mà để cho các chiến sĩ của chúng ta phải hy sinh một cách như thế. Chẳng qua ông ấy là nó bị bất ngờ, vì các chiến sĩ của ta được nhận lệnh là vào bảo vệ, nhưng đến khi không ngờ bọn chúng lại có cái hành động mà nó ngông cuồng và đến cái mức như vậy, cho nên nó mới gây ra cái sự hy sinh tổn thất như vậy. Cho nên là
nói, mặc dù trình độ thì có, nhưng đã nói rồi nhé, Tạ Phong Tần cũng không khác gì cái bọn ba que như Ngô Nhân Dụng, như là Nguyễn Xuân Nam ấy, cũng có trình độ, những con người đó là những có trình độ, nhưng lại cứ nói lái cái câu chuyện đi, bẻ cong cái câu chuyện đi, rồi xuyên tạc. Cái đó nó chỉ bịp bợm được những người không hiểu biết, kém hiểu biết. Còn những người hiểu biết thì người ta cười vào mũi. Nhá, rất tiếc một con người có trình độ như thế này, đã phục vụ trong ngành hàng chục năm rồi, mà cuối cùng không biết vì lý do thì tôi không biết lắm đâu, mà thật sinh ra bất mãn, sinh ra bị kỷ luật, rồi cuối cùng trở thành một con người như thế này. Tôi cho rằng Tạ Phong Tần, Cú Hà Vũ, Hải Điếu Cầy và tất cả những kẻ ảo tưởng khi ở trong nước, trước sau sẽ là gì? Bản sao của Bùi Tín. Chết một cách nhục nhã ở đất khách quê người. Chết một cách mà khi chết thì nó ảm đạm, nó không có bất cứ một cái tình thương nào, đặc biệt là của gia đình. Những con người này nó phải xứng đáng bị như vậy. Bà con có công nhận với tôi là như vậy không? Ha? Sống con người chúng ta phải có cái tâm. Cái quan trọng nhất là chúng ta phải sống làm sao cho nó trung thực. Đừng vì một vài đồng tiền bẩn, đừng vì những cái quyền lợi cá nhân bị xâm phạm một chút mà cuối cùng trở nên thành một con người hư hỏng nhé. Cho nên là những kẻ như này, tôi nói thật với bà con, rất đáng khinh. Nhưng rất tiếc một điều, tôi nói thật với bà con là rất tiếc một điều, hiện nay thì vẫn còn một lực lượng rất đông người dân chúng ta vẫn cứ vào nghe bọn chúng, và vẫn cứ có rất nhiều kẻ vẫn còn tung hô bọn chúng. Tôi nói ví dụ như điển hình như này, chúng ta thấy này nhá, tên Chí Dâu Đen, bà con thấy không, tất cả những bài nói của nó đều sặc bùi chống lại đất nước, chống lại đảng, chống lại chính quyền. Nhưng hiện nay những buổi live stream của nó rất đông, thậm chí những comment ở dưới tung hô vân vân rất nhiều. Đó là điều đáng tiếc. Vì vậy mặc dù bọn chúng nói vô lý như này nhưng lại có rất nhiều người nghe, cũng như là bà con thấy là những cái trò mê tín dị đoan. Chúng ta nghe thì nó buồn cười lắm, nhưng mà rất nhiều người vẫn cứ tin mù quáng vào đấy, và thậm chí có những người bỏ mạng. Cho nên việc của tất cả những người, những phương tiện thông tin đại chúng và những cái chương trình như của chúng tôi, mà chính Tạ Phong Tần vừa nãy gọi chúng tôi là dư luận viên, là bò đỏ, là tất cả những cái xấu xa, chúng tôi không sợ nhá. Mà chúng tôi phải có trách nhiệm để vạch mặt bọn chúng, để cho tất cả, kể cả phía bọn chúng và kể cả những người dân chúng ta, đặc biệt là người dân chúng ta, nhìn rõ bộ mặt bọn chúng. Mà chúng tôi đã làm rất có hiệu quả những cái việc đó. Tôi nói ví dụ như trước đây, đài RFA, đài BBC, đài VOA, đài RFI, rồi đài Úc Châu Tự Do rất nhiều, và những cái đài của cái bọn như Nguyễn Xuân Nam, Ngô Nhân Dụng, đúng, chúng tuyên truyền về trong nước, rất nhiều người dân đã lay động. Nhưng sau khi chúng tôi vạch mặt, chúng tôi vạch mặt không phải chúng tôi xuyên tạc, không phải chúng tôi nói tiếng ngõ đổ oan cho bọn chúng, đổ oan bà con không nghe, mà chúng tôi vạch mặt những cái điều bọn chúng xuyên tạc, những cái điều bọn chúng nói không có tình có lý, để cho bà con chúng ta hiểu ra. Và cho đến bây giờ sự tẩy chay với bọn chúng là Tạ Phong Tần nhá, rồi Hải Điếu Cày, rồi Cú Hà Vũ, bọn chúng dần dần rồi cũng chết trong cô độc và không có người nghe, như kiểu Bùi Tín. Chúng ta thấy Bùi Tín lúc mới chạy sang bên ý cũng rất nhiều kẻ tung hô, rất nhiều kẻ ở trong nước, nhưng rồi cuối cùng trở thành gì, đám xương tàn. Đấy là cái những cái câu kết luận của tôi khi mà cái bài phản biện của tôi đối với Tạ Phong Tần hôm nay. Xin tạm dừng ở đây, và cũng nói bà con thông cảm vì cái bài nói của Tạ Phong Tần nó tương đối dài, cho nên cái chương trình hôm nay nó tương đối dài thì bà con nên rất thông cảm, và mong rằng bà con hãy comment ở dưới, nếu như cái gì mà không đồng nhất trí với quan điểm tôi cũng cứ comment vào để tôi giúp kinh nghiệm, còn nếu có đồng tình với tôi thì chúng ta cũng comment vào để chúng ta cùng nhau vạch mặt những kẻ như Tạ Phong Tần. Bài nói của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin chào bà con và xin hẹn gặp lại. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn đầu, trong lo